Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Video này thì Khải mua cái dây chuyền kháng cả 10 thợ kim nè, giao dịch nè. Có thì em nó bán cho 4 kim cũng được nè. Kháng cả 10 4 kim thì Khải thấy là nó quá rẻ rồi. Ok. Chung là bữa tìm dây chuyền kim giờ mới có anh em ơi. Chung là tầm 10, 11, 12 quay đầu là được rồi nè. Hôm nay mình tìm những cái dây cao hơn thời canh. Rồi, ok. Thế anh em nhé. Ok, được giá 10 đẹp rồi. Rồi, tuyệt vời. 4 kim tính ra là khoảng 2k vạn này, khoảng 2.000 vạn. Ai, ok. Nè. Anh cho em địa chỉ hôm qua luôn. Chúc anh có nhiều lượt đăng ký, kênh phát triển nhé. Rồi, ok. Sẽ đồ tầm này là vừa lên đảo rồi sắm thêm nhà truyền kim là tuyệt vời rồi anh em. Ok rồi đấy. Anh em xem nhẹ lại set đồ một lần nữa nha. Nhiều anh em hay hỏi, cứ xem livestream hay hỏi set đồ á, thì đây cũng như là video Khải mua nhà truyền và cho anh em xem sơ qua set đồ một lần nữa. Đây, nón 40, sinh lực động lực, kích 40 dòng 1. Đó, nhiều anh em cứ nghĩ cái kích này nó 10 kim hơi đắt, nhưng mà thì anh em server này tìm không có. Anh em server này cái kích mà dùng đầu hoặc là vũ khí dùng đầu chỉ có 1-2 cây thôi nè. Nên Khải mua cái này 10 kim là Khải thấy quá rẻ nè. Rồi, nón nè. Đó, hiện tại hai món thì Khải chỉ lấy hai món thủy, đã lấy chón 80, còn lại gia truyền kim. Áo này 40, khăn lôi 19 này, bao tay này 40 làm chậm này, đai này 40 làm chậm này, còn lại là full khăn lôi, 1 khăn lôi này, 2 khăn lôi này, 3 khăn lôi này, 4 khăn lôi này, 5 khăn lôi này, dây chuyền nữa là 6 này. Đó, set đồ này nói chung thì tầm này là đánh Tống Kim ok luôn em ơi. Trâu hơn set đồ trước khá là nhiều. Set đồ trước khăn lôi có 64 thôi. Còn set đồ này khăn lôi đến 91 lần nè, khăn lôi đến 91 lần. Khăn lôi nói chung là nó gấp gần 1/2 cái khăn lôi cũ. Rồi ok, nói chung thì vô đề dây chuyền rồi. Anh em xem đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ chơi nha. Rồi, ok, let's go luôn. Đẹp quá nè mà, dây chuyền quá đẹp. Hôm nay 4 kim là mua đánh được rồi.